Xin chào mọi người, mình là Tất Bác. Thì hôm nay chán quá không có gì làm, cho nên mình sẽ nạp tiền ăn bàn quay kim cương nhá. Sẵn tiện thì chắc là mình sẽ lấy con vua kiếm Dynamax luôn. Lần trước mình được top 2 rồi, cho nên là mình có 500 mạnh rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy thêm cái top 2 nữa, hoặc là một cái top 3, thì lần sau lấy một cái top 10 nữa là được. Thì tùy tình hình nhé, để xem có nhiều người đua không. Nếu mà nhiều người đua thì chắc mình lấy top 3, còn không được nữa thì thôi, mình cũng không muốn nạp nhiều. Trong acc này tưởng có công viên thì chắc là mình sẽ nạp 5 triệu, nhưng mà không có công viên thì thôi, cứ nạp ngày 7k lấy con chim về sưu tập hình cũng được. Ơ, lấy con chim thì không lấy được con này à? 4 ngày thì được con chim bá chủ. Tại vì con chim bá chủ sưu tập hình nó tăng speed khá là ngon, chắc là mình sẽ lấy con chim mọi người ạ. Con sáng thế thì kể cả mình có nạp thì cũng không lấy kịp ấy. Rồi được 2 cái tăng speed ngon phết, thôi mình lấy con chim luôn nhá. Bên này sắp với sáng thế à, cứ lấy sáng thế dần dần cũng được, tính ra bây giờ là được 40 rồi. Còn bên này lên chim đi, chim đi nó mất thì không cần, căn bản là mình có lấy, mình cũng không chơi cho nên cứ kệ nó. Quà đạo cụ, ủa con ở mình có chơi đâu, mình khỏi quan tâm tới đạo cụ luôn đi. Thì bàn quay mình quay này đa số là 750 không, không có hứng thú lắm với cái trò quay này. 2 cái 750, 1k, cứ 750 1k quay đáng lẽ vậy, lâu lâu cho cái 3k hay gì vậy chứ. 2 cái 1k, 2 cái 750, 3 cái 1k, 4 cái 1k, má quay đúng xui luôn nè, hết xui rồi còn xui nữa. 5 cái rồi cái cuối 750 luôn, hết chuyện để làm. À được 3k là bao nhiêu xu nhỉ? À 500, 1k, 1k rưỡi, 2k, 2k rưỡi, 3k, được 5k rưỡi xu, được cứt. Tình hình là lúc nãy chưa nạp thì thấy có một bạn 30k thôi, bây giờ lại thấy thêm một bạn 30k. Lấy top 3 cũng có vẻ khó khăn quá ha. Lấy top 2 thì nó dư hơi bị nhiều mạnh, tại vì mình có 500 rồi, chỉ cần 810 là được. Nhưng mà lấy top 3 thì lại thiếu 10 mạnh, cay rồi đấy. Mà nói, lấy được thôi. Mình còn đang chán game đây, vào game ngày nào cũng như ngày nào chả có gì làm, mình toàn vào điểm danh xong mình thoát ra luôn, mình lười, thậm chí hoạt động mình còn không thèm chạy luôn á. Nay có kêu ghê à. Ma bảo bật đội hồn tâm bá chủ, nhưng mà hết mẹ nó mạnh rồi còn đâu mà đổi. Mạnh sáng thế không đổi qua được cái con gì nhỉ? À không đổi qua được sắt. Mà nhiều đấy, sắt thì chừng nào mới đổi được White Black trời. Gọi thêm một con nữa để dành nghiên cứu. Con này chắc tối nay là đủ mạnh này, tối nay hoặc tối mai. Một con lần trước mình gọi mình nghiên cứu nó còn chưa xong nữa, bây giờ lại tới một con ra một con nữa là con dễ kiếm chứ à. Phải nghiên cứu bớt đi, cho thêm con asset vô, nhiều quá mấy con này nghiên cứu lâu quá. Mở thêm hàng thì lại không có gì để nghiên cứu,
chuẩn bị tới con cá đâu biết nghiên cứu được bao lâu nữa. Tính ra là chỉ có nạp xong cái chả có gì để làm luôn đó. Làm gì trời? Chăm giờ này hết giờ rồi mà cũng hết lượt rồi. Đợt này Nga với Lão Lão lên lực chiến nhanh nhỉ. Lão Lão không biết VIP bao nhiêu rồi nhưng mà 87 triệu, nhưng mà chỉ số thì khá là yếu, khá là đuối. Còn Nga lực chiến lên nhanh phết, 76 à. Có Nidhi không lên tí nào. Nghỉ game hay gì ta? Xong rồi Dalucky cũng lên có xíu. Có à 9 triệu hoặc bình thường 90 triệu hết hồn. Của mình cũng chẳng lên được chiến. Mình lên có xíu xíu không. Tại cũng lâu rồi không nạp, tính ra mấy tuần rồi mình đâu nạp đâu. Có nạp cũng nạp lên ta lên tinh xíu. Vài trăm. Lúc trước toàn nạp là 5 triệu 5 triệu không cũng 2 triệu 5. Giờ cứ nạp vài trăm. Nói chung đợt này chắc mình nạp 4 ngày, mỗi ngày 7k. Còn tới cuối xem mọi người đua như nào rồi tính sau. Hai người 30k này thì chắc là mình sẽ không đua với mấy người này được rồi đấy. Phí tiền lắm. Nạp bàn quay này cũng chẳng khác nạp chay là mấy. Má với cái tình hình mà game cứ chán như này thì đéo biết tới ra cụm 23 mình có chơi không ấy chứ. Mình lười, bữa giờ mình cứ vứt ạc cho người ta cầm luôn, mình gần như không vào game luôn á. Giờ mà đua server mới sợ cũng chẳng có mấy anh em có hứng thú coi á, kiểu game chán như vậy vào làm đi làm lại. Mình cảm thấy kiểu mấy cái đua server mới bây giờ anh em cũng kiểu không có nhiệt huyết mấy nhỉ. Hay là do mình đang ở, mình không có trong mấy cái bot đua server mới cho nên mình không biết đâu. Hình như nghe nói là cấp 40 là xài được cái màu tím rồi, sắp rồi. Chim bá chủ, trở lên con chim này quay clip chơi đỡ buồn. Cái home này cũng ngon nhỉ. Chim Dynamax thì không cần. Chim của tính ra chim Dynamax thì cũng thêm được một cái sưu tập hình đúng không? Cũng một K5 Switch ngon thế nhỉ. Mệt mỏi quá. Hôm qua ở nhà thằng bạn chơi game tới sáng luôn. Sáng mới về, mưa ướt chắc cả mẹ. Mệt cái gì nhỉ? Rồi, trời ơi, game chán. Bây giờ lướt qua lướt lại chưa làm được gì luôn. 360 mấy, à 330 mấy đá. Thì coi có con nào tiến hóa lên Mega chơi. Ủa, không biết đủ đá để tiến hóa con gì mà Metaphrut gì. Bữa mình đắt ở con này nè. Hai cục nữa hả? Có hai cục nữa thể tiến hóa con này đi. Hai cục nữa thì reset là mua được chứ. Bot rồi vòng đấu đi, bot có nhiều cái ngon hơn thì phải. Ok, còn nói hệ thép đây được thêm hai cái sưu tập hình. Hình như con này sưu tập tăng crit địt bà lại tốn nữa à. Thế thôi, chỉ nói con khác. Quá trời chán. Không biết còn anh em còn hứng thú với game không nhỉ? Bữa giờ thấy cảm giác game nó cứ im ắng như nào ấy. Hay là do kiểu mình không chơi cái này mình cũng không biết.
Ủa còn con nào lên mega được không ta? À con lồn này lên được rồi. Thân mật 30. Cụm này mấy 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 nhà cày cây mà kiểu siêng năng thì sẽ lên dần ha, tại vì mấy nhà nạp nghỉ nạp hết rồi, giờ chắc chỉ còn mỗi lão lão nạp hay sao ấy. Còn con nào mega được nữa? Con này nữa nè, con này lên chưa vậy ta? Thì lên rồi, lên nữa thì hơi đần đấy. Ok bà nè, lười lười chất lại quá. À con trên này hình như cũng lên được đúng không? Con nào ngon hơn? Thôi mà hình như con này tăng đam hay sao á. À, còn nói hệ nước với đất đúng không? Nước với đất à, tăng đếp à? Đần thế. Còn nãy tăng gì? Hệ siêu hình như tăng ARM. À, tăng crit kìa. Ai à, đáng tiếc, đáng tiếc. Ủa, cái con sao cấp 2 mình cũng chưa có. Ồ, hay thế. Con cua mình nâng cho là hình như con cua mình cũng chưa nâng. À, cua nâng rồi. Có mấy con kiểu chưa có sưu tập hình nhưng mà lỡ gộp hay gì mất tiêu rồi. Mấy con này xấu thật đấy. Mồi câu hết mẹ rồi còn lợi đéo treo luôn. Má bảo chờ cụm 23 mà tới tụ cụm 23 là chán muốn nghỉ game mẹ rồi. Chưa chưa tới luôn, nó còn lâu còn cả tháng nữa chứ. Tối nay gọi thêm con cá xong rồi chuẩn bị giờ tới lại tới quay lại con mèo Lugia thì chắc còn hơi lâu. Không mà Lugia bắt được trong mê cung thì chắc cũng không cần phải gọi bằng ấy cho phí, đổi bằng thường là cũng được. Thời tiết hôm nay cũng xong hết rồi. À cái này chưa tới à. 4 giờ thì bên này sẽ là 6 giờ. 6 giờ đi làm rồi. Má tính ra tới kênh YouTube mình mà được tiền là kiếm tiền rồi, cái mình lười mình đéo muốn làm nữa, kiểu vô game không có gì chơi cho nên cũng không muốn quay, giờ quay xong cũng ngồi nói linh tinh tình chả có gì làm. Quét đường luôn xem có gì mới mẻ không, lâu rồi không quét, không biết có nhảy được tầng nào không nữa. Không, cái này phải nhanh tay mới quét được. Lượt đầu tiên là phải nhanh tay mới quét được. Bắt được kịp. À, tệ dữ ta. Mỗi lần mình bấm là được liền. Hôm nay mình bấm 3 lần thì chưa được. 106, cứt. À, cho con Ray vô xem thử xem. Ray có nội tại rồi thì phải.
Mặt đéo quét được, từ ngày lên VIP 17 quét mít từ sáng tới chiều, chưa lần nào mà quét được. Ai hết cái để làm thôi, nâng cái này xong tắt video. Mọi người có cái gì để làm không nhỏ giới thiệu cho mình biết với, chán quá đi. Giờ mà đua server mới thì cái server mới cũng đang cụm 22, cũng chẳng đua lại các bạn Trung Quốc này đâu. Nhìn event nào cũng gần như chắc hình như nạp full mỗi ngày luôn hay gì á. Event nào cũng thấy trên top. Chịu. Thôi. Nghỉ. Bye bye.